Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Thì hôm nay em sẽ cập nhật cho các bạn về mẫu xe Future, chương trình khuyến mãi cuối tháng 6 cũng như cập nhật đầu tháng 7 cho các bạn nha. Thì hiện tại mẫu xe Future này đang có xu thế giảm, cũng như bên cạnh đó thì em sẽ cập nhật cho các bạn lại những cái khuyến mãi mà đang áp dụng tại cửa hàng, cũng như là những cái hình thức mua xe như là tiền mặt nè, trả góp nè, hoặc là đổi xe cũ thì có áp dụng tại cửa hàng Hồng Đức 10 luôn nha các bạn. Thì các bạn hãy cùng với em xem video này để mình có biết được là mình trong thời gian này các bạn sẽ được nhận được những cái ưu đãi gì. Bên cạnh đó thì các bạn mua xe thì mình sẽ có được những cái quà tặng gì, và kèm theo đó là các bạn sẽ biết thêm những thông tin về những chiếc xe Future này nó có những cái điểm gì cải tiến cũng như là khác biệt nha các bạn. Thì trước khi vào nội dung của video thì An xin phép được cập nhật lại địa chỉ cửa hàng để các bạn đang có quan tâm về mẫu xe Future và đặc biệt là quan tâm tại kênh của Honda Hồng Đức, cửa hàng Honda Hồng Đức 10 thì mình ghé xem xe trực tiếp với An nha. Thì cửa hàng của An nằm trên quốc lộ 1A, ngay chợ Chợ Quýt, địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của nhân viên sẽ có để trên màn hình, các bạn có thể là gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo để được tư vấn miễn phí nha. Thì trước mắt các bạn đây thì ngày hôm nay An đã quay cho các bạn xem mẫu xe Future năm 2024 trên kho xe của cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Và ba màu mà An quay cho các bạn đó là màu trắng đen, màu đỏ đen bản cao cấp và màu xanh đen bản tiêu chuẩn nha các bạn, câm đĩa. Thì hiện tại cái bản tiêu chuẩn câm đĩa thì số lượng hàng của nó đang cực kỳ là khan hiếm tại khu vực phía Nam này của mình. Và bên cửa hàng của An thì đang có đầy đủ tất cả các số lượng xe nè các bạn, và màu sắc luôn. Thì các bạn có thể là ghé đến cửa hàng để mình lựa chọn một cái phiên bản mà các bạn ưng ý nè. Thứ nhất, cái thứ hai mà các bản màu mà để các bạn có thể là lựa chọn mình mua phù hợp với phong thủy, sở thích cũng như là tính cách của mình nha các bạn. Thì điểm qua sơ nét, An sẽ nói về phần khối động cơ trước. Một cái khả năng bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu mẫu xe Future, mẫu xe số động cơ 125, 4 kỳ xi lanh và làm mát bằng không khí. Xe sẽ được trang bị công nghệ phun xăng điện tử các bạn. Chính vì thế là khả năng tăng tốc là vô cùng là vượt trội nè, mượt mà nè. Cái thứ hai nữa là khả năng tiết kiệm nhiên liệu này rất là hữu dụng luôn nha các bạn. Thì xe với cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu theo điều kiện đo đạt tiêu chuẩn các bạn chỉ tốn có 1.47 lít trên 100 km thôi các bạn. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn ạ. Thì xe ngoài cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu ra thì cái thiết kế vô cùng là sang trọng là một trong những cái điểm nhấn mà Future được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Và đặc biệt một điều mà các bạn rất là thích nữa là mẫu xe số được trang bị đèn LED phía trước nha các bạn. Đèn pha LED giúp cho cái ánh sáng của mình nó sẽ vượt trội hơn, rồi các bạn tham gia giao thông nó sẽ an toàn hơn và nhìn nó sẽ sang trọng hơn. Thì xe được trang bị ổ khóa đa năng 4-trong-1 nè, một cái dung tích đựng đồ cực kỳ là rộng để các bạn có thể là để được đồ rất là nhiều vân vân. Thì nếu mà các bạn nào đã có quan tâm về mẫu xe Honda Future rồi, các bạn biết là xe thì có thể là nhiều khi các bạn còn tìm hiểu kỹ hơn An nữa. Thì về cái trọng lượng nè, về cái tiện ích cũng như an toàn của xe này các bạn, thì mẫu xe Future này sẽ có phiên bản là câm đĩa và mâm đĩa nha các bạn. Hai phiên bản là bánh câm thắng đĩa và bánh mâm thắng đĩa nha các bạn. Còn đối với bản màu thì bản tiêu chuẩn là chúng ta sẽ có là màu xanh đen nè. Bản cao cấp thì phải có màu trắng đen, đỏ đen, xanh đen. Bản đặc biệt thì có màu xanh xám cũng như là màu đen nhám nha các bạn. Đó là tổng hợp các màu tiêu chuẩn zin của Honda Future năm 2024. Thì sau đây thì em sẽ xin phép được cập nhật lại chương trình khuyến mãi cho các bạn để mình có thể là đưa ra cái quyết định là trong cuối tháng 6 này các bạn có nên sử dụng và mua xe Future trong thời điểm này chưa. Đang cập nhật giá xe cực kỳ là giảm luôn nha các bạn. Thì hiện tại mẫu xe Future này bên cửa hàng của An đầu tiên mà khi các bạn liên hệ với nhân viên được mua xe thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm 500.000 trực tiếp trên giá trị xe phí đăng ký nha các bạn. Mình sẽ được hỗ trợ là giảm 500.000 trực tiếp trên giá trị xe phí đăng ký. Thứ hai nữa, các bạn sẽ được tặng một cái phiếu mua hàng trị giá là 500.000 đồng. Thì phiếu mua hàng này các bạn có thể sử dụng mua những cái dịch vụ phụ theo xe để mà hoàn thiện chiếc xe mình hơn, tốt cho chiếc xe mình hơn các bạn. Thì những cái dịch vụ phụ bên em bao gồm như là ba ga phụ kiện nè, công tắc đèn, chống trộm, định vị, phủ nano bảo vệ sơn xe, quấn ống xăng, hoặc là các bạn có thể mua bảo hiểm vẫn được nha các bạn. Đó là những cái dịch vụ phụ theo xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10, và các bạn có thể sử dụng phiếu mua hàng 500.000 đó để mua. Và việc mua xe thì sẽ có quà tặng theo xe nha các bạn, như là nón bảo hiểm nè, áo mưa, xăng, thẻ VIP móc khóa, chế độ bảo hành lên đến là 3 năm hoặc 30.000 km bảo hành trên toàn quốc cho các bạn luôn. Và khi mà các bạn đi kiểm tra thì sẽ được 6 lần kiểm tra miễn phí, và mỗi lần kiểm tra tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 thì các bạn sẽ được giảm 50% phí thay nhớt nha các bạn. Mình sẽ được giảm thêm 50% phí thay nhớt nữa. Và đặc biệt á, nếu như các bạn đã từng mua xe tại cửa hàng rồi, các bạn có nhận được những cuộc gọi phiếu sinh nhật nè của cá nhân các bạn, của bạn bè, của người thân, thì còn thời hạn sử dụng mà các bạn mua xe mới này các bạn đem theo giúp An, mình sẽ được giảm thêm 500.000 đồng trừ thẳng trực tiếp trên giá trị xe mới đó nha các bạn, trừ thẳng thêm 500.000 đồng nữa.
Và An sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chương trình trả góp và các thủ tục trả góp như thế nào. Đối với mẫu xe Future này thì hiện tại An đã bảo với các bạn rằng bên cửa hàng Honda Hồng Đức 10 này đang hỗ trợ cho các bạn một cái gói lãi suất cực kỳ là hấp dẫn luôn, là gói lãi suất 0.79, nhận cả vẹt gốc luôn nha các bạn. Thời hạn góp là lên đến là 2 năm và các bạn chỉ cần trả trước là 20% giá trị xe thôi. Trả trước 20% giá trị xe thôi các bạn. Và mình sẽ được hỗ trợ nhận cả vẹt gốc luôn, thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân thôi. Thì hiện tại mẫu xe Future này đang cập nhật cho các bạn giá cực kỳ là hấp dẫn luôn các bạn. Giá chỉ dao động từ 36.200.000 thôi các bạn. Giá tùy theo phiên bản nha các bạn. Giá chỉ dao động từ 36.200.000 thôi là các bạn có thể mua được chiếc xe Future năm 2024 này rồi. Các bạn nếu mà trả góp 20% thì các bạn chỉ cần trả trước tầm khoảng 7 triệu thôi các bạn. 7 triệu mấy thôi là đã được hỗ trợ gói góp 0.79 rồi. Còn nếu như các bạn chưa có đủ điều kiện về kinh tế 20% thì bên cửa hàng An vẫn có thể là lên hồ sơ cho các bạn với gói lãi suất trả trước là 10% nha các bạn. Trả trước 10% vẫn được, chuẩn bị khoảng 4 triệu là dẫn lên hồ sơ được cho các bạn nha. Và đặc biệt nữa là nếu như các bạn có những cái tín dụng tốt đó, thì bên cửa hàng An vẫn có thể là kiểm tra chết cho các bạn là có thể là không trả trước hay không. Thì cái này thì bên cửa hàng sẽ kiểm tra trước cho các bạn nha. Chính vì thế là các bạn đang muốn mua hình thức trả góp thì cứ đừng ngần ngại liên hệ với nhân viên trước để được kiểm tra thông tin cũng như là họ tư vấn cho các bạn về cái mốc góp và thời hạn góp như thế nào nha. Và một cái chương trình mà An cũng rất là được vinh dự được bên cửa hàng hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều, đó là chương trình thu xe cũ để xe mới. Thì chương trình này bên cửa hàng An muốn tạo điều kiện tốt nhất để cho các bạn có thể là việc mình sử dụng những chiếc xe cũ nào mình đổi qua để sử dụng những chiếc xe mới nó bền bỉ hơn, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn, hoặc là tránh trường hợp này các bạn mua xe mới mà mình sẽ có dư nhiều xe quá thì để nó cũng lãng phí các bạn. Chính vì thế là chương trình thu cũ đó mới nhằm ra là để cho các bạn là mình đổi chiếc xe này mua qua chiếc xe mới tiện lợi hơn. Các bạn xe cũ thì bên cửa hàng sẽ thu lại với tất cả các dòng xe, đời xe và hãng xe luôn nha các bạn. Mình chỉ cần trả trước. Mình chỉ cần lựa chọn một trong hai hình thức. Thứ nhất, nếu như các bạn đổi xe bằng hình thức tiền mặt hoặc là gói lãi suất ưu đãi thì các bạn sẽ được giảm thêm 1 triệu đồng trên giá trị xe mới. Còn nếu như các bạn muốn mua góp 0% lãi suất thì các bạn vay lại với bạn 20 triệu thời hạn góp trong vòng 12 tháng nha các bạn. Thì sau đây thì An xin phép mời các bạn xem qua khu vực kho xe của An đang có trưng bày đầy đủ tất cả các phiên bản và số lượng xe luôn nha các bạn. Thì như đầu video An vừa chia sẻ cho các bạn thì mỗi xe Future này chúng ta sẽ có phiên bản đặc biệt bao gồm là màu đen nhám nha các bạn và màu xanh xám. Đen nhám này cái điểm nhấn của nó là sẽ có hai cái yếm màu vàng đồng nha các bạn. Đen nhám và xanh xám nha các bạn, là hai phiên bản màu của bản mà bản đây có cái yếm màu vàng đồng này nha các bạn. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với phiên bản màu cao cấp. Cao cấp thì chúng ta sẽ có là màu xanh đen, xanh tia, màu đỏ đen và màu trắng đen. Còn bản tiêu chuẩn thì hồi nãy các bạn vừa xem đó, phiên bản bánh căm thắng đĩa màu xanh đó các bạn. Thì hiện tại các bạn thấy đó, số lượng xe bên cửa hàng của An đang có đầy đủ số lượng nè, màu sắc nè, phiên bản nè, để các bạn mình có thể là ghé đến cửa hàng cũng như mình lựa chọn xe, lựa chọn ưng ý chiếc xe một màu đó, nhưng mà có thể là lựa chọn nhiều chiếc xe để đưa ra một chiếc xe mình ưng ý nhất nha các bạn. Thì An xin phép được cập nhật lại giá xe hiện tại chỉ dao động từ 36.200.000. Các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình trả góp với gói sức ưu đãi 0.79 nè. Các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình thu cũ đổi mới giảm lên đến là 1 triệu đồng. Thì mọi thông tin chi tiết các bạn hãy liên hệ với nhân viên hoặc ghé ngay cửa hàng Honda Hồng Đức 10 để được tư vấn miễn phí. Thì video đến đây của An xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.